là tỉnh miền núi nằm ở Đông Bắc Việt Nam, có diện tích đất tự nhiên gần 490.000 ha, trong đó đất nông nghiệp và đất rừng là 376.000 ha, chiếm 77,3%, đất chưa sử dụng là 90 ha, chiếm 18,6%. Đất đai ở Bắc Cạn tương đối màu mỡ, đất đồi núi có lượng mùn cao, thích hợp cho sản xuất nông lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và phục hồi rừng. Toàn tỉnh có khoảng 263.000 ha đất có rừng, diện tích rừng tự nhiên là 224.000 ha, rừng trồng là 39.000 ha và đất chưa có rừng là 157.000 ha. Ngoài khả năng cung cấp nhiều loài gỗ quý, gỗ công nghiệp, các loại lâm sản, rừng của Bắc Cạn còn là một trong những trung tâm bảo tồn gen động vật, thực vật quý hiếm của vùng Đông Bắc Việt Nam. Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở tháng 4 năm 2009, Bắc Cạn có trên 293.000 người với 7 dân tộc gồm Tày, Nùng, Sao, Kinh, Mông, Hoa, Sán Chay hay còn gọi là Sán Chỉ, trong đó có khoảng 200.000 người đang trong độ tuổi lao động, chiếm 68% tổng số dân. Dân số sống ở nông thôn là 247.000 người, chiếm 84%. Đất đai, khí hậu và những người dân cần cù mộc mạc đã kết tinh nên những sản phẩm mang đặc trưng của Bắc Cạn như hồng không hạt, khoai môn, cam quýt Quang Thuận, miến rong Nari, gạo bao thai Chợ Đồn, gạo nếp thơm Ngân Sơn, rau bù khai, thịt bò Mông, lợn địa phương Bắc Nậm, Ba Bể, chè San Tuyết, Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Những sản phẩm này được trồng chăm sóc theo phương pháp truyền thống và dựa vào nguồn thức ăn sẵn có của địa phương nên luôn giữ được vị tươi ngon đặc trưng của vùng miền núi. Riêng sản phẩm hồng không hạt đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là điều kiện thuận lợi để loại cây ăn quả này khẳng định hơn nữa vị thế trên thị trường. Cùng với những sản vật tự nhiên, Bắc Cạn còn được thiên nhiên ban tặng cho Hồ Ba Bể, là một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm trong khu du lịch vườn quốc gia Ba Bể. Vườn quốc gia Ba Bể cũng đã được công nhận là di sản thiên nhiên ASEAN. Hiện nay, Hồ Ba Bể đang được Chính phủ Việt Nam đệ trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, Bắc Cạn là tỉnh nằm sâu trong nội địa, không có đường sắt, đường hàng không, đường biển và cửa khẩu biên giới, nên sau hơn 10 năm tái lập, mặc dù có nhiều tiến bộ, nhưng Bắc Cạn vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn về cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí thấp, đội ngũ cán bộ năng lực còn hạn chế, v.v. Do đó, Bắc Cạn hiện nay vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, là sự nghiệp của toàn dân và mối quan tâm của toàn nhân loại. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Cạn đã nỗ lực phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ dân thuộc diện nghèo cũng như hộ tái nghèo còn cao. Ví dụ như năm 2009, hai huyện Ba Bể, Bắc Nậm có đến hơn một nửa số hộ dân thuộc diện nghèo. Trước thực trạng đó, được sự quan tâm của bộ, ngành trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là Quỹ Phát triển Nông nghiệp Thế giới IFAD, trong thời gian ngắn, dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh Bắc Cạn, gọi tắt là dự án 3PAD, đã được xây dựng và ký chính thức vào ngày 16 tháng 2 năm 2009 tại Roma, Italia. Đến ngày 29-30 tháng 4 năm 2009, dự án đã được khởi động và chính thức có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2009. Mục tiêu tổng quát của dự án là hướng tới cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo một cách công bằng và bền vững cho người nghèo vùng cao tỉnh Bắc Cạn. Dự án có mục đích nhằm thiết lập mô hình nông lâm nghiệp phát triển bền vững, có lợi cho người nghèo. Dự án có số vốn hơn 25 triệu đô la Mỹ, gồm vốn vay từ quỹ IFAD, tài trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, cùng sự đóng góp của người dân. Đây là một nguồn lực mới để Bắc Cạn tự tin và quyết tâm phát triển sản xuất, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Thì đây là một dự án rất lớn. Thì có thể nói là với dự án này, thì chúng ta sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả thì sẽ góp phần làm giảm nghèo nhanh, bền vững với các cái huyện mà tỷ lệ nghèo còn cao như Ba Bể, Bắc Nậm và Nari. Chúng ta trân trọng từng đồng vốn vay và chúng ta lại càng trân trọng để cho đồng vốn vay đó có hiệu quả trong việc giảm nghèo. Dự án 3PD được triển khai tại 48 xã với 542 thôn bản của ba huyện Ba Bể, Bắc Nậm và Nari. Mục tiêu tổng quát của dự án là nhằm tiến tới xóa đói giảm nghèo một cách bền vững và công bằng, cải thiện sinh kế cho người dân nghèo nông thôn thông qua đẩy mạnh quản lý đất lâm nghiệp và rừng. Trước mắt, dự án hướng tới xây dựng khung chương trình phát triển nông lâm nghiệp bền vững và sinh lợi cho người dân. Để đạt được các mục tiêu trên,
đội ngũ tư vấn đã thiết kế dự án có nhiều sáng tạo và dựa trên những nguồn lực sẵn có của địa phương. Lộ trình của dự án được nhận thức rất rõ ràng. Từ thực tế đời sống của người dân còn nghèo do thiếu đất canh tác, thiếu vốn, khoa học kỹ thuật, trong khi thế mạnh của Bắc Cạn là nông lâm nghiệp. Vì vậy, dự án đã thiết kế hợp phần 1, quản lý đất lâm nghiệp bền vững và công bằng. Để triển khai hợp phần này, dự án đã tiến hành đánh giá hiện trạng quản lý đất lâm nghiệp trong vùng dự án để quy hoạch sử dụng đất 72.000 ha và lập phương án giao 12.000 ha đất lâm nghiệp cho hộ nghèo thông qua các cuộc họp cộng đồng trong năm 2010. À, cái quản lý giao đất giao rừng là bà con cũng thấy là rất là hợp lý và rất là tốt để lâu dài mãi mãi mà. Vâng. Bà con có được trực tiếp tham gia để cùng nhau? Có được trực tiếp tham gia cùng nhau bàn và thảo luận đấy, là chia ra thành nhóm để mà quản lý, hộ nào hộ đấy để mà quản lý rừng đấy. Để việc giao đất được bền vững và công bằng, người dân sử dụng đất một cách hiệu quả để cải thiện đời sống của mình. Vì vậy, hợp phần 2 của dự án có nội dung là tạo các cơ hội tăng thu nhập cho người nghèo. Hợp phần này sẽ hỗ trợ người dân những đầu vào quan trọng để người dân có thể sử dụng đất lâm nghiệp được giao, phát triển sản xuất. Quỹ Phát triển Cộng đồng CDF là một trong những nội dung quan trọng của hợp phần này. Các nhóm sở thích, các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ được thành lập và cộng đồng dân cư sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ quỹ CDF qua 3 phần, đó là xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất với 55% nguồn kinh phí hỗ trợ của quỹ. Các công trình được xây dựng từ nguồn kinh phí này yêu cầu có sự đóng góp của nhân dân địa phương tương ứng 10% tổng giá trị công trình nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng khi xây dựng và duy tu bảo dưỡng. Đồng thời, các công trình cũng ưu tiên sử dụng nhân công địa phương để tạo điều kiện cho người dân có việc làm tăng thêm thu nhập. Bây giờ thì có canh mương của dự án này vào thì thuận lợi cho bà con về nước tưới tiêu. Trước thì mương phai tản thì bà con mất nhiều công, nếu mà mưa thì mất nhiều công để nạo vét, mương phai dò dỉ nhiều thì mất nhiều công. Thì bây giờ thì có canh mương về thì bà con thì giảm được cái công đào mương ấy nhiều, thì bà con thì đỡ cái phần nhiều, lúa cũng phát triển tốt và đủ nước và bà con chăm sóc được phân nữa thì cũng tốt. Phần thứ hai của quỹ là hỗ trợ 21% dành cho các nhóm sở thích để các nhóm nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, áp dụng phương tiện hiện đại vào sản xuất thông qua các lớp tập huấn, những mô hình trình diễn canh tác. Điểm nổi bật của hợp phần này là dự án thành lập hội cung cấp dịch vụ. Thành viên của hội là những nông dân có kinh nghiệm, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm các cấp. Hội sẽ cung cấp các dịch vụ về đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên cơ sở hợp đồng dựa trên kết quả đầu ra. Có nghĩa là các hợp đồng được ký với hội cung cấp dịch vụ này sẽ được chi trả theo từng phần trên cơ sở những kết quả cụ thể mà người nông dân đạt được khi áp dụng những kiến thức do hội cung cấp. Trong năm qua, dự án đã triển khai thành công một mô hình thí điểm, đó là mô hình trồng dưa hấu tại đồn đèn xã Khang Ninh, huyện Ba Bể. Tham gia mô hình này, mỗi hộ dân đã trồng thành công dưa hấu và thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng một vụ. Với khoản tiền này, các hộ có thể tiếp tục mua giống, phân bón, thuê giảng viên tiếp tục đào tạo để trang bị thêm kiến thức. Tham gia mô hình đấy, ở trên này, cả đồn đèn Khởi Luông thì có 18 hộ tham gia, nhưng thì riêng chú thì làm 3.000 mét vuông thôi, thì tính ước lượng năm nay đấy, thì thu khoảng độ ít nhất cũng phải tầm 5 tấn trở lên, thì không phải là đây thì nếu mà bán ra bây giờ hiện tại bán ra ấy, thì tầm độ 3.000 thôi bây giờ ấy, thì cũng tính ra cũng phải là hơn cái làm vụ xuân làm thóc đấy thì nó là hơn chắc là gấp đôi. Đối với thôn Đòn Đèn là thôn tái định cư, tỷ lệ hộ nghèo còn là 100%. Đó là một cái bài toán rất là khó giải với chính quyền địa phương. Do vậy thì tranh thủ được cái chương trình dự án là chúng tôi đã khảo sát cụ thể và chỉ đạo là phải xây dựng hai cái mô hình tại thôn Khủi Luông và thôn Đòn Đèn. Thì đến tại thời điểm này mô hình là đánh giá kết quả là mô hình chúng ta đạt trên 60 triệu đồng trên một ha. Cái đấy là cái thành công lớn của đối với chương trình dự án, đặc biệt
đối với bà con. Thì để đảm bảo trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương trong những năm tiếp theo, thì chính quyền địa phương chúng tôi sẽ phối hợp với các chương trình dự án làm sao mà nhân rộng cái mô hình cho bà con tham gia. Thành viên nhóm sở thích câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ là những nhân tố quan trọng của Quỹ Phát triển Cộng đồng CDF. Sau khi được trang bị những kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, các hộ nghèo còn có cơ hội vay tối đa 6 triệu Việt Nam đồng một hộ từ Quỹ Hỗ trợ Nông Lâm nghiệp, chiếm 24% tổng nguồn vốn của Quỹ Phát triển Cộng đồng CDF để sản xuất. Thời hạn vay tối đa là 6 năm. Với nguồn vốn hỗ trợ này, người dân có thể trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, v.v. Trong khuôn khổ dự án, việc sử dụng đất lâm nghiệp có hiệu quả và bền vững được quan tâm đặc biệt. Người dân được hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Cộng đồng CDF để trồng rừng với các loại cây lâu năm, nhưng đồng thời dự án cũng nghiên cứu trồng những loại cỏ ngắn ngày làm thức ăn cho gia súc trên những sườn đất dốc để bảo vệ đất, chống xói mòn, như mô hình trồng ngô sen băng cỏ Stylo tại xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm. Sự kết hợp giữa nông nghiệp và lâm nghiệp vừa đảm bảo được vấn đề về môi trường, vừa đảm bảo cải thiện sinh kế cho người dân. Đó là sự sáng tạo của dự án, đồng thời thể hiện sự am hiểu rất sâu sắc về tình hình địa phương của đội ngũ chuyên gia thiết kế. Ở đây thì người ta chặt phá nhiều quá nên là tôi muốn là ươm cây về để trồng. Trồng thì đem lại cái lợi gì? Nó mang lại cho mình là vừa bán được gỗ, vừa chống được hạn hán. Ở trong thôn, trong xã thì cũng cho chị đi tập huấn để trồng cây trồng rừng. Nhà chị thì trồng, lúc trước thì nhà chị cũng không biết cái gì về trồng cây, nhưng mà được đi tập huấn về thì nhà chị thì trồng mấy bông thử thôi không trồng nhiều đâu, trồng mấy bông xong bây. Như năm nay thì nhà chị được trồng rồi, năm nay chị thì trồng thêm nhiều hơn thì chị cũng thấy tốt hơn. Với sự hỗ trợ của dự án, nông lâm nghiệp sẽ được phát triển và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị trên thị trường. Trung tâm xúc tiến đầu tư kinh doanh nông lâm nghiệp, trong đó có Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông lâm nghiệp APIP thuộc dự án, chính là cầu nối doanh nghiệp với người dân trong vùng dự án nói riêng và tỉnh Bắc Cạn nói chung, tạo thành chuỗi giá trị cho các sản phẩm của tỉnh. Sự hợp tác giữa khu vực tư nhân, đại diện là các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất nhỏ và khu vực công với sự hỗ trợ của Trung tâm xúc tiến đầu tư kinh doanh nông lâm nghiệp sẽ góp phần làm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa và đưa những sản phẩm nông lâm nghiệp của tỉnh Bắc Cạn ra được những thị trường rộng lớn hơn và có tính cạnh tranh cao hơn. Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho phát triển kinh doanh nông lâm nghiệp ở Bắc Cạn, Quỹ IFAT sẽ hỗ trợ tối đa 100.000 USD cho các doanh nghiệp, tổ chức, nhóm sản xuất đăng ký kinh doanh có những đề xuất đáp ứng được yêu cầu của quỹ và có những hoạt động mang lại nguồn lợi tối đa cho người nghèo.